cà chua ớt. Nấm. Mình nha. Sáng giờ đi chợ về đây. Hôm nay ngày chủ nhật. Anh tôi đi chợ sớm. Mình đang chuẩn bị cái nguyên liệu để làm thực hiện một cái nồi lẩu gà. Thứ nhất là bắp mì non để tạo thành độ ngọt, cà chua để tạo màu, rồi là khoai môn tạo cái độ bùi, và nấm đông cô tạo thành cái độ béo của cái nồi lẩu gà lá giang. Đây là cái phần nguyên liệu. Có thêm cái món lá giang nữa để tạo cái độ chua mà thơm cho cái nồi lẩu gà. Cái nguyên liệu chính vẫn là gà nha. Gà này thì gà vườn cho chứ là ngon. Cái món mà mình tâm đắc nhất vẫn là cái món cá lóc hấp ngũ vị. Gia đình nhà mình vẫn thường xuyên hay làm cái món này để ăn. Nó rất chỉ là thơm và ngon. Cho nên mình chia sẻ một tí lên trên kênh của mình. Vô rồi. Cháu ngoại gì? Đâu rồi. Ngủ à? Ông ngoài đi. Được rồi đó. Mời kia đây. Ông ngoài ơi, cục kích của ông này. Đi chơi là đã đấy giờ mới về này. Cháu ông bà có chủ anh chị đây, chào tất cả mọi người đi. Xin chào tất cả mọi người nhá. Dịp đi du lịch một vòng giờ mới về này. Có bà người không? Chào cô ba. Nghỉ dân khẽ làm cơm đi, về về luôn. Thôi về nó không? Hả? Có khách hả? Đó. Ôi ơi. Chị. Thấy chưa? Con cái gì nè? Đây là quần quà này hả? Ê, ăn cơm đây về. Hả? À về hả? Có khách hả? Rồi, cảm ơn nhà tiên bạc có chưa? Rồi, ok.
Xin chào quý ông bà cô chú anh chị, xin chào tất cả mọi người đang theo dõi video của mình. Hôm nay ngày chủ nhật, gia đình mình cũng thứ nhất là con gái với cháu ngoại cùng đi chơi Đà Nẵng vào, rồi cả con cả cháu tập trung ngày chủ nhật về sum họp gia đình, rồi cũng có anh Hải. Đồng Hải xin mến chào tất cả quý khán giả trên kênh. Anh Đồng Hải, rồi vợ chồng chú Bình. Thì gia đình làm cơm buổi trưa để sum vầy một bữa cơm thân mật. Khi sáng giờ thì mình cũng quay rất là nhiều cảnh để tạo thành một cái video. Thì quý ông bà cô chú anh chị xem thì cũng đã biết, và video của mình đến đây thì cũng xin khép lại. Xin kính chào ông bà cô chú anh chị, xin chào tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi video của mình. Xin mời quý ông bà cô chú dùng buổi trưa cùng với gia đình mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.